Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 19 giờ 23 phút ngày hôm qua, một trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Trương Gia Khẩu, huyện Sương Hoa, huyện Vạn Tuyền và huyện Hoài An thuộc tỉnh Hà Bắc, tâm chấn ở vị trí 40,7 độ vĩ bắc, 114,8 độ kinh đông, với tiêu cự sau 25 km. Khi trận động đất xảy ra, một người dân đang đi trên đường ở trung tâm Trương Gia Khẩu thì đột nhiên các tòa nhà rung chuyển một chút, sau đó có người ở trong sân hét lên động đất và một số cư dân chạy ra khỏi nhà để tránh trận động đất. Người này sau đó đã liên hệ với trạm động đất Trương Gia Khẩu đang làm nhiệm vụ nhưng không thể kết nối được do đường dây đang bận. Cũng vào cùng ngày, mưa lớn đã đổ xuống Thượng Hải với lượng mưa trung bình hơn 135 mm. Cùng lúc đó, nước sông Dương Tử dâng cao, hiệu quả của hệ thống kiểm soát lũ lụt và thoát nước đã giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng ở Thượng Hải. Nhiều khu vực tại trung tâm thành phố biến thành biển nước, những con đường biến thành sông, lái xe giống như lái một con thuyền. Sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng, cho biết lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt hơn 135 mm trong 4 giờ tới. Hiện tại, đỉnh lũ của sông Dương Tử vẫn chưa đến nên có thể dự báo thảm họa lũ lụt mà Thượng Hải phải đối mặt trong năm nay sẽ rất nghiêm trọng. Lũ lụt đang diễn ra ở nhiều nơi khắp Trung Quốc đại lục. Trong những ngày qua ở tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã gây ra thiên tai, lũ lụt ở thành phố Chi Xe nghiêm trọng và người dân không thể nhận được sự hỗ trợ. Cục Quản lý nước báo cáo rằng có 99 con sông ở Trung và Hạ Lưu sông Tây Giang trong lưu vực sông Châu Giang và lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông và sông Lệ An ở Giang Tây có lũ lớn nhất kể từ kỷ lục đo đạc thực tế đến nay. Tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, hơn 220.000 người trong tỉnh đã buộc phải sơ tán. Do mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn thành phố, tỉnh Quảng Đông và những nơi khác đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy ở thành phố Chi Xe, nhiều tòa nhà bị nước nhấn chìm, một số bị ngập đến tầng 3, chỉ còn phần mái. Cảnh tượng thảm họa lũ lụt thật đáng sợ. Một số nơi trũng ngập nước, cây cối bị nước lũ nhấn chìm chỉ còn thấy những tán cây. Bức ảnh chụp một cụ già đứng chờ cứu hộ trên nóc nhà bị ngập nước đã được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người rất lo lắng về thảm họa xảy ra tại địa phương. Người dân địa phương tiết lộ rằng chính quyền có ý định trấn áp các chốt chờ giải cứu. Cư dân mạng đã đăng trên Weibo nói, không biết đã đăng blog bao nhiêu lần rồi. Những tìm kiếm nóng hổi bị đè xuống, các loại tin tức giải trí tầm phào thì để trên đầu. Nhìn cảnh những dân đang chờ được giải cứu mà thấy đau lòng quá. Mọi tìm kiếm nóng đều bị biến mất không còn dấu vết. Tính đến tối ngày hôm qua, các trường học ở quận Kinh Trang, thành phố Chi Xe và quận Giang Han của thành phố đã ban hành thông báo nghỉ học. Tại thành phố Chi Xe, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, nhiều nơi nước và điện bị cắt, tín hiệu điện thoại di động yếu, một số người dân mất liên lạc với gia đình. Tại Hồ Nam, lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi, toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa bị lũ cuốn trôi, cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong một đoạn video do cư dân quay, người dân hoảng loạn la hét, nhà bị cuốn trôi, một tòa nhà nhỏ 3 tầng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Trong quá trình đi xuống hạ lưu, nó còn đâm vào những ngôi nhà khác trên đường đi, khiến người dân địa phương la hét. Gần đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi. Cho đến nay, chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại tài sản được đưa ra. Thưa quý vị, vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, may mắn có khoảng hơn 1.000 công dân Trung Quốc được an toàn. Vào thứ hai tuần trước, một ngọn núi lửa ngầm ở Tonga đã phun trào và gây ra một chuỗi thảm họa sóng thần và tro bụi núi lửa. Những ngày qua do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các con đường bị phong tỏa do núi lửa và sóng thần gây ra, nên việc thống kê của chính phủ Tonga về thảm họa không mấy suôn sẻ. Kể từ khi vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, đường dây liên lạc của tàu ngầm Tonga đã bị hỏng và liên lạc với bên ngoài của Tonga bị gián đoạn. Tình hình thiên tai ở Tonga, đặc biệt là tình hình của công dân Trung Quốc ở Tonga, luôn là một chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm. Về vấn đề này, Cao Sao Lin, đại sứ tại Tonga đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với đài chính qua điện thoại vệ tinh vào ngày hôm qua. Đại sứ Cao đã giới thiệu tình hình hiện tại ở Tonga qua điện thoại. Nhìn chung, thiệt hại về tài sản là rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, không khí địa phương cũng chứa đầy tro núi lửa, có hại cho hệ hô hấp của con người. Do đó, chính phủ kêu gọi người dân tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt và đeo khẩu trang khi đi du lịch. Trật tự xã hội nói chung vẫn tốt. Sau khi núi lửa phun trào, đại sứ quán tại Tonga đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp, tăng cường liên lạc với các cơ quan liên quan của chính quyền Tonga, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc tại Tonga. Trên hòn đảo chính của Tonga, có hơn 1.000 công dân Trung Quốc và nhân viên công ty. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và tất cả họ đều an toàn, sinh sống và làm việc bình thường.
Do thông tin liên lạc giữa Tonga và thế giới bên ngoài bị gián đoạn, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Tonga hỗ trợ tìm hiểu tình hình của công dân Trung Quốc ở các đảo bên ngoài và tích cực hỗ trợ họ. Trong những ngày qua, chính quyền nơi đây đã đến thăm một số gia đình công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và hỗ trợ họ những thứ cần thiết. Ngoài ra, vì chúng tôi không thể liên lạc với các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc, chúng tôi cũng thông báo về sự an toàn cho người thân của họ ở Trung Quốc thông qua các phương tiện thích hợp. Chúng tôi cũng muốn thông báo với khán giả trước TV qua cuộc phỏng vấn này rằng, người thân và bạn bè của các bạn ở Tonga vẫn bình an vô sự. Theo báo cáo của Tổng công ty phát thanh truyền hình Anh BBC vào ngày hôm qua, chính phủ Tonga đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên sau khi núi lửa ở Tonga phun trào gây ra sóng thần. Thông cáo cho biết, sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một số ngôi nhà đã bị phá hủy trên đảo chính Tonga Tapu và cho núi lửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước. Vào ngày hôm đó, vệ tinh thời tiết Himawari 8 của Nhật Bản đã chụp được cảnh núi lửa Tonga phun trào, với những đám tro bụi lớn và khí bốc lên và có thể nhìn thấy rõ ràng từ không gian. Các báo cáo cho biết, các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi tro núi lửa. Các tình nguyện viên đã làm sạch đường băng tại các sân bay lớn để cho phép máy bay mang nước uống và vật tư cần thiết xuống mặt đất. Chính quyền Tonga cho biết Internet đã bị cắt, nhưng một số dịch vụ điện thoại địa phương vẫn hoạt động và thông tin liên lạc đầy đủ đang được khôi phục. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có một quan chức sử dụng điện thoại vệ tinh để chuyển tiếp thông tin giữa cơ quan Liên Hợp Quốc và chính phủ Tonga. Thông cáo cũng cho biết, sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hàng chục ngôi nhà trên Tonga Tapu, hòn đảo chính của Tonga cũng bị hư hại. Trong khi đó, các cuộc sơ tán đang được tiến hành trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, chính quyền Tonga cũng tuyên bố rằng các chuyến bay đã tạm ngừng hoạt động và các tuyến vận tải hàng hải bị gián đoạn. Vào 2 ngày vừa qua theo giờ địa phương, ngọn núi lửa trên đảo Hongaha Apai, cách Nu'alofha, thủ phủ của Tonga khoảng 65 km về phía bắc, đã liên tục phun trào và gây ra một trận sóng thần, từng khiến mạng lưới điện thoại của nước này bị gián đoạn và đất nước rơi vào tình trạng mất liên lạc. Mưa ở Ke, Tân Cương gây ra lốc xoáy. Kính thưa quý vị khán giả, kể từ 2 ngày qua, lượng mưa lớn trong hơn 2 ngày liên tiếp đã gây ra lũ ống, lũ quét do thiên tai như lở đất. Hơn 100 người chăn nuôi trong khu vực đã bị lũ lụt bao vây, tính mạng và tài sản của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hộ đã giúp quần chúng chuyển đồ đạc của họ và thiệt hại về kinh tế vào khoảng 100.000 nhân dân tệ từ 9 giờ 45 đến 5 giờ 50 ngày hôm kia. Li Gang, phóng viên của Jacincom, nhận được tin báo từ công chúng tại đồn cảnh sát biên giới Hazaki, Ke. Nhiều người dân ở các làng Bulun và Hazachi bị lũ lụt bao vây và đang ở tình trạng nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, chi viện đã nhanh chóng tổ chức đội biệt kích cứu hộ lũ lụt, mang theo các dụng cụ cứu trợ thiên tai đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 10 giờ 30, khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì phát hiện cả hai thôn có 36 hộ dân với hơn 100 người bị mắc kẹt, đa số là người già và trẻ em. Ainu, một bà cụ ngoài 70 tuổi, bị liệt nửa người dưới, di chuyển vô cùng bất tiện, bà chỉ có một cháu trai nhỏ ở nhà. Lúc này, lũ đã ngập đến chiếc giường cao 50cm, ông bà và cháu bé nằm bất lực trên giường. Lực lượng cứu hộ lao đến, khiêng cụ già và cháu bé rồi cùng nhau lao ra khỏi căn nhà đổ nát. Đã hơn 10 giờ họ mò mẫm trong nước lũ, chỉ trong phút chốc cuối cùng bà và cháu cũng được chuyển đến khu vực an toàn. Đến 13 giờ 36 phút, lực lượng cứu hộ đã di rời toàn bộ hơn 100 người bị lũ lụt vây hãm ở hai thôn đến khu vực an toàn, đào 12 kênh thoát nước, loại bỏ thành công 5 tình huống nguy hiểm, cứu được hơn 200.000 nhân dân tệ thiệt hại về kinh tế cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ quét và sạt lở đất chưa gây thương vong. Trận lũ quét. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Hải quân Việt Nam đã và đang chú trọng đến việc hiện đại hóa để vươn lên, trở thành một lực lượng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Minh chứng rõ ràng nhất là những bản hợp đồng vũ khí lên đến hàng tỷ đô như tàu ngầm Kilo 636 hay tàu hộ vệ tên lửa lớp G-Pad 3.9. Tuy nhiên, bên cạnh những bản hợp đồng đó cũng không thể không nhắc đến những thứ vũ khí khí tài quân sự được định danh Made in Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn nhắc đến tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 lớp Monia, một trong những trang bị đã góp phần không nhỏ vào quá trình thay máu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu xem loại tàu này có uy lực đến như thế nào nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về tàu tên lửa 1241.8 Monia. Đây là tàu tên lửa được Nga sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong đó nước ta đã đặt mua 8 chiếc
với 2 chiếc do Nga trực tiếp đóng, 6 chiếc còn lại thực hiện theo cấp phép của Nga trên cơ sở chuyển giao công nghệ và giám sát của Viện Thiết kế AMAC. 2 chiếc 1241.8 đầu tiên được Nga chính thức bàn giao từ năm 2005 đến năm 2007. Nhà máy Bason đóng 6 chiếc còn lại từ năm 2010 và hoàn tất vào năm 2016. Tàu tên lửa thuộc lớp Moniya 1241.8 là loại chiến hạm nhỏ gọn nhưng lại có tốc độ cao khoảng 80 km/h. Bên cạnh đó, nó sở hữu hỏa lực vô cùng mạnh, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu chiến, tàu vận tải, tàu đổ bộ của đối phương cũng như các phương tiện mặt nước khác, một cách độc lập hoặc cũng có thể là theo biên đội. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện chi viện hỏa lực cho các lực lượng khác một cách hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của vùng 2 nói riêng, cũng như quân chủng hải quân nói chung. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng trên thế giới ít có loại tàu tên lửa tấn công nhanh nào cỡ nhỏ mà lại có hỏa lực mạnh đến như vậy. Moniya 1241.8 có lượng choán nước đầy tải là 550 tấn, chiều dài 56,1 m, chiều rộng 10,2 m, độ mớn nước 2,14 m, vận tốc tối đa 38 hải lý trên giờ, với tổng số thủy thủ đoàn là 40 người. Tuy không quá lớn, thế nhưng sức mạnh của chúng chẳng thua kém gì các khinh hạm cỡ 2.000 đến 3.000 tấn. Vũ khí chính của Moniya là tên lửa chống hạm cận âm 3M24 Uran-E với 16 đạn, được bố trí ở 4 bệ phóng hai bên sườn tàu. Loại tên lửa này tầm bắn lên đến 130 km, có khả năng đánh chìm chiến hạm, tàu đổ bộ hay tàu vận tải, có lượng rạn nước đầy tải lên tới 5.000 tấn. Chỉ bằng một phát bắn duy nhất với quỹ đạo bay cực thấp chỉ 3-5 mét trên mặt biển, thậm chí nếu khai hỏa một nửa số đạn, chỉ chọn đúng mục tiêu duy nhất thì chúng đủ khả năng để đánh chìm khu trục hạm cỡ 10.000 tấn. Giới truyền thông đã từng nhận định về uy lực của loại tên lửa này như sau. Nếu để biên đội tàu của kẻ địch tiếp cận tàu tên lửa tấn công Moniya ở cự ly phóng hiệu quả, thì rất có thể nhóm tàu đối phương sẽ phải hứng chịu cơn mưa tên lửa vô cùng khủng khiếp. Hàng chục quả tên lửa diệt hạm KH-35 với diện tích phản xạ radar rất nhỏ, lại bay cực thấp, bám đỉnh sóng vô cùng khó phát hiện. Chúng sẽ như một bầy sói nhanh chóng lao đến tấn công cùng lúc và từ nhiều hướng, khiến cho các hệ thống phòng thủ của tên lửa đối phương bị quá tải, đánh chặn không xuể và bị xuyên thủng. Nhận định như vậy đủ để thấy được sức công phá khủng khiếp của hệ thống này đến như thế nào rồi phải không ạ? Ngoài tên lửa 3M24 Uran-E, tàu còn được trang bị 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M 30mm với tốc độ bắn 5.000 phát trên 1 phút. Một pháo hạm tự động AK-176M cỡ nòng 76,2 mm tầm bắn 15 km, tốc độ 130 phát trên 1 phút và 12 tên lửa phòng không tầm thấp ICLA-1M. Về thiết bị điện tử, tàu được trang bị radar trinh sát mục tiêu trên không, mạng pha 3 chiều Polity ME-1, radar trinh sát mặt nước Gabon-3, radar điều khiển và kiểm soát hỏa lực pháo tên lửa MR-123 cùng hệ thống đối kháng điện tử, phóng mồi bẫy ngụy trang PK-10. Ưu thế vượt trội của tàu tên lửa tấn công lớp Moniya được thể hiện ở độ tin cậy, linh hoạt kết hợp với vũ khí mạnh. Số lượng lớn cùng tốc độ cực cao đã biến nó thành mối đe dọa nguy hiểm đối với bất cứ một lực lượng hải quân nào. Sở hữu được những đặc điểm nổi bật trên, tàu tên lửa tấn công nhanh Moniya 1241.8 được đánh giá là phù hợp với điều kiện chiến tranh phi đối xứng, đặc biệt là có thể hỗ trợ tích cực cho các nước có tiềm lực hạn chế, nhưng rơi vào thế đối đầu với những cường quốc có nhiều tàu to, súng lớn, đặc biệt là có thể hỗ trợ tích cực cho các nước có tiềm lực hạn chế, nhưng rơi vào thế đối đầu với những cường quốc có nhiều tàu to, súng lớn nhằm thực hiện chiến thuật đánh nhanh, rút nhanh. Với tình hình của Việt Nam hiện nay, tập trung vào lớp chiến hạm nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực này là một chiến lược rất đúng đắn để tạo nên một trận thế phòng thủ biển đảo vững chắc. Phân tích như vậy để chúng ta có thể thấy được rằng tàu tên lửa thuộc lớp Moniya 1241.8 vừa có uy lực khủng, lại vừa phù hợp với những điều kiện tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam phải không ạ? Các bạn có đồng ý với quan điểm này không? Để lại comment chia sẻ ngay dưới video này nhé! Các bạn thân mến, như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chính thức sở hữu biên đội 8 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc lớp Moniya. Nhờ sự sáng tạo tài năng của các kỹ sư Tổng công ty Bason thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, những chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh Moniya 1241.8 đã lần lượt ra đời, được đưa vào biên chế. Điều này đã tạo nên một bước ngoặt mới trong công cuộc hiện đại hóa của quân đội nhân dân nói chung và lực lượng nhân dân Việt Nam nói riêng.
Cả nước vui mừng trước sự tiến bộ không ngừng của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của Ba Son trong việc làm chủ công nghệ mới, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến nhằm cải tiến về mặt kỹ thuật, từ đó tiết kiệm tới 300 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Điều quan trọng là Ba Son đã làm chủ được công nghệ, đặc biệt là về đóng tổng đoạn và tự động hóa công nghệ hợp kim hàn titan. Những công đoạn được đánh giá là hóc búa nhất, qua đó phần nào rút ngắn được về mặt thời gian thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất cho mỗi con tàu. Theo như chia sẻ của các kỹ sư, thách thức lớn nhất là kỹ thuật gia công hợp kim titan và đặc biệt là công nghệ hàn titan. Đây vốn đều được coi là những bí mật quốc gia, thế nhưng Ba Son vẫn tìm ra được lời giải. Sau những bỡ ngỡ khi đóng cặp tàu tên lửa đầu tiên, đội ngũ kỹ sư và công nhân của Ba Son đã rút ngắn được tiến độ thi công, thậm chí thời gian đóng cặp tàu tên lửa đầu tiên, Ba Son còn thực hiện nhanh hơn so với Nga, quốc gia đã khai sinh ra nó. Trong bối cảnh đó, khi mà Việt Nam ta đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, thì việc giới thiệu đến bạn bè quốc tế để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cũng đã đến thời gian chín muồi. Và quả thực đúng như vậy, mẫu tàu Monia Made in Việt Nam đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên, chinh phục hoàn toàn những vị khách quốc tế tại triển lãm Indo-Japan 2018. Đây là tín hiệu hết sức đáng mừng, đánh dấu một bước phát triển mới của công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam nói chung và tổng công ty Ba Son nói riêng. Tất nhiên, thì từ khâu xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng cho đến ký được những bản hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sẽ còn phải tốn nhiều thời gian nữa. Mọi việc chắc chắn sẽ không dễ dàng. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải được sự đồng thuận của Nga để xuất khẩu loại tàu này, đồng thời cung cấp những vũ khí cũng như là trang bị gắn trên tàu mà nước ta chưa tự sản xuất được. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng các tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, sản phẩm được mệnh danh là tinh hoa vũ khí Việt Nam, sẽ sớm chinh phục được khách hàng nhờ những thế mạnh riêng của mình. Đầu tiên, bản thân con tàu đã sở hữu những ưu điểm vượt trội về các đặc tính kỹ chiến thuật như chúng mình đã phân tích ở trên. Thứ hai, Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ đóng mới loại tàu này, đủ khả năng để sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng, nhất là khi cơ sở vật chất kỹ thuật của Tổng công ty Ba Son tại Bà Rịa Vũng Tàu đã được xây mới vô cùng hiện đại, sẵn sàng đáp ứng bất kỳ một đơn hàng xuất khẩu nào trong thời gian tới. Đồng thời, với việc làm chủ được công nghệ, áp dụng thêm nhiều cải tiến kỹ thuật cho phép tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá thành chế tạo, nên sản phẩm có tính cạnh tranh cao được đánh giá là rất phù hợp với những quốc gia có tiềm lực kinh tế hạn chế. Với tất cả những triển vọng đó, rất hy vọng trong thời gian không xa, những chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Moria Made in Việt Nam sẽ được góp mặt trong biên chế lực lượng hải quân nhiều nước, mở cánh cửa và đưa tinh hoa của vũ khí Việt Nam đến với thế giới rộng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm vừa qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đóng thành công tàu tên lửa lớp Moria, tàu pháo TT-400TP, tàu quân y, tàu chở quân, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ, tàu cảnh sát biển Dana DN-2000, tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng. Đây có thể thấy là một bước trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta. Khẳng định trí tuệ và năng lực của Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ cũng như kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại hơn trong tương lai. Theo một bài báo đăng trên báo Quân đội Nhân dân Online ngày 5 tháng 9 có đoạn, với năng lực đã được đầu tư, các đơn vị đóng tàu quân sự hiện nay có khả năng đóng mới nhiều loại tàu, từ tàu mặt nước của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư cho đến tàu chống ngầm, tàu tên lửa thế hệ mới. Qua đây có thể thấy được rằng, dường như là ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện đang nghiên cứu về đóng tàu chống ngầm và rất có thể tàu này sẽ lên đến 2.000 tấn. Trên thực tế thì việc đóng tàu săn ngầm cỡ lớn có phần dễ hơn so với tàu tên lửa cỡ lớn do công nghệ ít hơn. Trong hoạt động săn tìm tàu ngầm, điều quan trọng là phát triển hệ thống phát hiện thủy âm hay còn gọi là sonar. Đây cũng là lĩnh vực được Viện Kỹ thuật Hải quân chú trọng trong thời gian qua. Về mặt trang bị vũ khí, tàu săn ngầm sử dụng các loại như ngư lôi hạng nặng chống ngầm, bệ phóng rocket săn ngầm. Đây đều là những vũ khí được Việt Nam tự chế tạo trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tàu tên lửa cần phải phát triển đa dạng hơn, từ hệ thống radar điều khiển hỏa lực tiên tiến, phối hợp với chỉ thị tầm xa để tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu đến phần khung thân. Phải làm sao để đảm bảo kết cấu sau nhiều phát bắn? Bên cạnh đó, dự án sản xuất tên lửa chống hạm Made in Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, thế nên việc tự đóng tàu tên lửa có lượng choán nước tới 2.000 tấn vẫn gặp nhiều khó khăn hơn so với việc đóng tàu săn ngầm tương tự.
Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện đang có trong biên chế 5 tàu hộ vệ sân ngầm hạng nhẹ lớp Petya 2, đề án 159A và lớp Petya 3, đề án 159E, có lượng choán nước lên đến 1.000 tấn. Tuy nhiên, thì các con tàu này đều đã có thời gian hoạt động khoảng hơn 40 năm. Vì vậy, dự án đóng tàu sân ngầm này nếu thành hiện thực sẽ góp phần rất lớn tạo nên sức mạnh chống ngầm hiệu quả cho lực lượng tác chiến trên biển của ta. Có thể nói, việc tự đóng mới tàu chiến hiện đại lên đến 2.000 tấn chính là sự nỗ lực không nhỏ, là thành tựu quan trọng của toàn quân ta nói chung và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nói riêng, góp phần to lớn trong công cuộc giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những dự án nghiên cứu và chế tạo tàu chiến mới trong nước đáp ứng lòng mong mỏi của toàn quân và toàn dân ta. Tranh chấp tại Biển Đông đang ngày càng trở nên phức tạp và chứa đựng nhiều tầng nấc. Từ tranh chấp lãnh thổ thì nay Biển Đông trở thành vấn đề an ninh khu vực, tác động mạnh mẽ đến nhiều mối quan hệ liên quan. Mới đây có thông tin cho rằng Trung Quốc thông qua bộ luật mới, theo đó hải cảnh nước này sẽ được quyền bắn hạ bất kỳ tàu nước nào xâm phạm vào vùng nước mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Thực hư thông tin này như thế nào và nếu nó đúng là sự thật thì sẽ ảnh hưởng ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh mới hôm 22 tháng 1 năm 2021. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức ký vào sắc lệnh cho phép lực lượng tàu hải cảnh, cảnh sát biển của nước này được quyền nổ súng cũng như là tấn công vào các tàu thuyền nước ngoài được cho là xâm phạm vùng biển của Trung Quốc. Luật mới này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Cho tới nay, dự luật hải cảnh đã được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Theo đó, luật quy định rõ ràng, cụ thể trong từng trường hợp, lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí khác nhau để chống lại những tàu nước ngoài không tuân thủ những quy định về vùng đặc quyền kinh tế, về lãnh hải và thềm lục địa. Vũ khí sử dụng bao gồm vũ khí cầm tay, vũ khí phóng từ tàu hoặc từ trên không. Bên cạnh đó, họ còn có quyền được thẩm vấn các thuyền viên. Luật còn cho phép nhân viên chấp pháp của Trung Quốc được quyền phá bỏ các cấu trúc mà nước khác xây dựng trên các vùng Trung Quốc đòi chủ quyền, được phép lên tàu kiểm tra tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh cho là thuộc sở hữu của mình. Luật này cũng cho phép hải cảnh được quyền tự tạo ra các vùng cấm di chuyển tạm thời khi cần thiết để ngăn chặn các tàu thuyền nước khác và công dân nước ngoài đi vào khu vực đó. Trùng hợp thay, dự thảo này đã được công bố trong bối cảnh các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông. Bên cạnh đó còn có những hành động phi pháp quấy rối tàu thuyền của một số nước trong khu vực liên quan, trong đó có tàu ngư dân Việt Nam ta. Theo báo, Trung Quốc còn có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và với nhiều nước Đông Nam Á khác chứ không chỉ có Việt Nam. Bắc Kinh đã nhiều lần điều cảnh sát biển truy đuổi tàu thuyền đánh bắt của nước ngoài tại những vùng biển này. Sự vụ này đôi khi dẫn đến nhiều vụ chìm tàu và vấp phải những sự lên án mạnh mẽ. Thế nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 22 tháng 8 vừa rồi vẫn mạnh mẽ khẳng định với báo giới rằng luật mới nước họ đưa ra là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế về việc luật hải cảnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 22 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bà cũng nhấn mạnh lần nữa, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và sẽ kiên quyết kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp chính đáng đó. Theo bà Thu Hằng, Việt Nam yêu cầu các nước có liên quan phải tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó, cần có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế UNCLOS năm 1982, không có những hành động làm gia tăng thêm căng thẳng, tích cực với những đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, đồng thời thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước bộ luật mới này, rất nhiều ý kiến được đưa ra và tỏ rõ thái độ không đồng tình với Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát đã đưa ra cảnh báo rằng động thái mới này của Trung Quốc rất có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại những vùng biển đang có tranh chấp như Biển Đông, một động thái góp phần mạnh mẽ, tích cực và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, tạo sức ép pháp lý để ngăn cản các hành vi ngang ngược của Bắc Kinh.
Phải kể đến đó là vào ngày 19 tháng 1, phái đoàn thường trực của Nhật Bản đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Công hàm này nêu rõ, với tư cách là một quốc gia tham gia vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Nhật Bản hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng việc Bắc Kinh vẽ ra đường cơ sở lãnh hải trên các đảo và bãi đá ngầm tại Biển Đông là phù hợp với luật biển và luật pháp quốc tế. Theo công hàm này, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS đã nêu ra một cách cụ thể và đầy đủ các điều kiện để có thể áp dụng được các đường cơ sở. Thế nhưng Trung Quốc lại không thể dẫn ra được các điều khoản liên quan để khẳng định được tính hợp pháp của các đường trên. Không có một cơ sở nào để một quốc gia là thành viên biện hộ cho việc áp dụng những đường cơ sở mà thỏa mãn điều kiện mà UNCLOS nêu ra. Philippines ngay sau đó cũng đưa ra quan điểm của mình. Theo đài CNN, Ngoại trưởng Philippines đã gửi lời phản đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc ban hành luật hải cảnh. Luật cảnh sát biển cho phép hải cảnh Trung Quốc bắn vào tàu nước ngoài. Ông giải thích ban hành luật là một đặc quyền chủ quyền. Tuy nhiên, căn cứ theo khu vực liên quan đến vấn đề này, hành động của Trung Quốc được cho là mối đe dọa chiến tranh bằng lời với những nước không đồng tình phản đối luật. Ông nhấn mạnh nếu không phản đối tức là sẽ phải phục tùng. Còn theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thì cho rằng việc trao quyền cho lực lượng cảnh sát biển được sử dụng vũ lực nhiều hơn sẽ đồng nghĩa với việc bạo lực cao hơn. Điều này chắc chắn sẽ tiềm ẩn việc gia tăng những căng thẳng trên Biển Đông ở mức độ cao hơn, còn có thể dẫn tới những xung đột vũ trang không mong muốn. Hiện tại, luật này thông qua trước mắt sẽ giúp Trung Quốc răn đe các nước liên quan tới việc tranh chấp và tạo cơ sở pháp lý cho các hành vi ngang ngược của mình trên biển, kèm theo đó là cả hành vi sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, để có thể đánh giá được chính xác mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, chúng ta cần theo dõi thêm xem Trung Quốc sẽ thực thi ở mức độ như thế nào. Ví dụ như họ có sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề trong các vùng biển bên ngoài 12 hải lý, xung quanh các thực thể mà họ đã và đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa hay không. Theo quy định luật pháp quốc tế, đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016, Trung Quốc không có một cơ sở pháp lý nào để hợp thức hóa về chủ quyền của các vùng biển này. Nếu Trung Quốc dám sử dụng vũ lực để chống lại tàu thuyền các nước qua lại trong các vùng biển này, thì chắc chắn đó sẽ là những hành vi vi phạm vào luật pháp quốc tế, ngăn cản tự do hàng hải, đồng thời tạo ra sự đe dọa vô cùng nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Và ngược lại, nếu họ chỉ áp dụng luật này vào các vùng biển thuộc đúng quyền chủ quyền, quyền tài phán của họ theo những quy định pháp luật quốc tế đã đưa ra thì tác động của luật hải cảnh mới này sẽ ít đáng ngại hơn. Với tiến sĩ Dred Barton Bakang, hiện là giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển thuộc Đại học Philippines, thì hành động này của Trung Quốc càng đánh mất thêm lòng tin từ ASEAN. Thông qua luật hải cảnh, hai luật cảnh sát biển chính là sự tiếp nối các kế hoạch đã được vạch ra sẵn của Trung Quốc, dần dần cưỡng ép và đạt được mục đích đối với Biển Đông, bất kể họ đang thiếu hoàn toàn về cơ sở pháp lý trong những tuyên bố về chủ quyền của mình, cũng như họ bất chấp tất cả các quyền lợi hợp pháp được cho là của các nước liên quan. Hải cảnh Trung Quốc là một tổ chức quân sự hiện đang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Việc được nổ súng bắn tàu của các nước đang trong vùng biển nước mình có thể xem như là đang sử dụng vũ lực, tức là một hành vi chiến tranh. Hành động của Trung Quốc đang khiến các nước Đông Nam Á phải suy nghĩ kỹ lại về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Vì theo như tình hình hiện tại, đây rõ ràng là cách phá hủy những nỗ lực của một số nước ASEAN trong việc xây dựng lên các quy tắc về ứng xử chung trong các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tự chung lại, Trung Quốc đang tự đánh mất đi niềm tin của khu vực Đông Nam Á đã trao cho họ. Có người thì lại cho rằng đây chính là một chút phép thử đối với ông Joe Biden. Trước đây, đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc đã vây tàu khảo sát của Hải quân Mỹ khiêu khích họ, đó như là một phép thử về khả năng ngoại giao của chính quyền mới. Còn lần này, Trung Quốc lại vào thời điểm mà chính quyền mới của Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ. Tôi cho rằng Trung Quốc có lẽ đang thử ông Joe Biden, đó là những chia sẻ của tiến sĩ Sataro Nago, nghiên cứu viên khách mời Viện Houston tại Mỹ. Theo ông, các tuyên bố của Trung Quốc chưa bao giờ có đầy đủ cơ sở pháp lý. Năm 2016, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng, dù như vậy, nhưng Bắc Kinh vẫn bỏ ngoài tai bác bỏ này và tiếp tục mở rộng lấn chiếm đối với nhiều khu vực thuộc vùng biển này, chẳng hạn như Biển Hoa Đông.
Vào những năm 1970, Trung Quốc không hề tuyên bố chủ quyền ở vùng nước Senkaku. Thế nhưng, khi nhận thấy tình trạng tài nguyên dồi dào tới vùng nước này, thì họ đã thay đổi quyết định. Gần như tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm nhập Senkaku và đeo bám những tàu cá Nhật Bản, khiến đất nước này tỏ ra hết sức quan ngại. Về động thái này của Trung Quốc một lần nữa cho thấy đất nước này không hề tôn trọng luật pháp quốc tế. Mọi hành động của họ chỉ với một mục đích duy nhất là củng cố tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Bàn luận đưa ra lập trường về sự việc đã làm xôn xao dư luận nhiều ngày liên tiếp trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những anh hùng bàn phím trên các trang mạng xã hội xung quanh thông tin Trung Quốc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới Việt Nam. Thông tin này có xác thực không? Nếu có thì điều này có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Có đáng ngại hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với tin mới đi sâu vào phân tích nhé. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, tài khoản Twitter của South China Sea News, một tổ chức chính phủ nghiên cứu các vấn đề Biển Đông, đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy có vẻ như một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn thiện ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Căn cứ này cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km. Trong ảnh với vị trí đặt radar trên cao có ít nhất là 6 bệ phóng xuất hiện sát một đường băng quân sự. Dữ liệu này cho thấy căn cứ này được xây dựng vào đầu tháng 6 năm 2019. Một công trình khác bị nghi là sân bay trực thăng cũng đang được xây dựng cách biên giới khoảng 60 km. Các hoạt động này diễn ra một tuần sau khi Trung Quốc thông báo rằng các máy bay ném bom của họ đang thực hiện một cuộc tấn công giả vào hạm đội tàu khu trục USS Tedron Sovereign. Sau đó, phía Trung Quốc cũng chưa có phản hồi gì về thông tin nói trên. Thông tin vừa rồi sau khi được công bố trên tài khoản South China trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Với bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở vịnh Bắc Bộ phía Đông Việt Nam, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo, trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ về thông tin Trung Quốc đang hoàn tất căn cứ tên lửa đất đối không tại Quảng Tây, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi. Nhiều người Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội về câu trả lời của bà Hằng. Một nhà báo viết trên Facebook cá nhân rằng, có một trận địa tên lửa phòng không, cả một sân bay xây bao nhiêu ngày mới xong, chứ có phải cái túp lều từ đâu mới xuất hiện mà không thấy, mà còn phải đi xác minh. Với cách nhìn của một nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là hợp lý trong tư cách ngoại giao. Ông giải thích thêm, theo tôi, thông tin này chỉ được đưa ra từ một nguồn là trang Twitter của South China Sea News. Đây chỉ là một tổ chức phi chính phủ. Một số báo chí có gửi email cho nơi này để hỏi về thông tin tọa độ trận địa này, nhưng South China Sea News chưa trả lời. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cũng cần phải xác minh rõ ràng xem có dự án quân sự này không và nó như thế nào. Hiện nay chưa có thông tin từ các hãng thông tấn lớn. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam nhận định, khi nghe bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí như vậy thì tôi nảy ra một câu hỏi rằng Việt Nam đã phóng vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 và lúc bấy giờ nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tuấn Dũng đã tuyên bố rằng kể từ đây Việt Nam làm chủ không gian thì những hình ảnh tin tức để phòng thủ đối với đất nước mà vệ tinh của Việt Nam thu được như thế nào, vai trò của vệ tinh Việt Nam ra sao? Nhìn lại trước đây, bản đồ những căn cứ quân sự của Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa cũng như Hoàng Sa được chụp bằng vệ tinh đều từ những trang tin nước ngoài. Phải chăng Việt Nam không đủ phương tiện hay là vì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Trung hiện nay mà Việt Nam lờ đi những thông tin này? Trung tá quân đội Đinh Đức Long đánh giá về thông tin này cũng như câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Về mặt ngoại giao thì người ta nói thế là khôn ngoan, dại gì mà khẳng định, họ phải nói sao cho họ còn đường rút nữa chứ. Còn về mặt kỹ thuật, không chắc đây là trận địa thật hay trận địa giả. Về nguyên tắc, mình muốn khẳng định thì mình phải có bằng chứng khác nữa. Ngoài cái mình nghe, đấy chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi. Chứ nói kỹ thuật có thể là Photoshop rất giỏi nữa. Còn nếu cho là thật thì đây chủ yếu là dọa, là nắn gân nhau thôi. Bởi với kỹ thuật tên lửa hiện nay thì họ bắn tới bất cứ đâu trên thế giới, 20 km chẳng nói lên được cái gì. Dọa dẫm, nắn gân nước khác là cách Trung Quốc thường làm mỗi khi Hoa Kỳ của Tổng thống mới.
Đây là điều giáo sư thuộc Học viện Quốc phòng Úc từng nhiều lần nói với IFA cuối năm 2020. Ông đưa ra dự đoán rằng năm 2021 Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Với dự án trận địa tên lửa phòng không của Trung Quốc sắp hoàn thành ở huyện Ninh Minh của tỉnh Quảng Tây, nước này, South China Sea News cho rằng mô hình ở gần biên giới Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với mô hình mà Trung Quốc triển khai dọc biên giới với Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng trước đây. Ông Đinh Kim Phúc cho rằng căn cứ này chỉ mang tính chiến thuật nhằm mục đích đe dọa Việt Nam. Ông phân tích hiện nay lực lượng tên lửa chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc đã đứng hạng nhất, nhì trên thế giới, thì họ đặt sâu trong lục địa nước họ, đó là khu vực tỉnh Sơn Đông cũng như khu vực sa mạc giáp vùng Tân Cương. Không ai đặt một căn cứ tên lửa chiến lược cạnh một quốc gia cựu thù, cho dù hiện nay gọi là đồng chí. Do đó, tôi đánh giá căn cứ tên lửa ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây chỉ là căn cứ chiến thuật. Trung Quốc lập căn cứ tên lửa này nhằm mục đích răn đe Việt Nam, răn đe thái độ của Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là vấn đề Biển Đông. Việt Nam ngày càng cứng rắn hơn trong quan điểm của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các điểm nóng trên Biển Đông. Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa với tất cả các nước để đảm bảo an ninh khu vực ở Biển Đông, ở Đông Nam Á và châu Á, Thái Bình Dương. Những năm gần đây, Hoa Kỳ có những động thái mạnh tay với Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc trong việc bắt nạt các nước nhỏ trong khu vực. Tháng trước, tàu khu trục Mỹ USS John S. McKell vào gần Trường Sa để thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ nêu rõ các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở và cơ hội tự do kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông. Khu trục hạm USS John S. McKell tiếp tục đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là chuyến thực hiện quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên ở Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Một thông tin khác cũng được đưa ra theo lời các nhà phân tích an ninh như sau. Quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp. Cơ sở dữ liệu quân sự cho biết ít nhất trong 2 năm qua, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam từ một cơ sở tàu ngầm thông thường, biết căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó. Các nhà phân tích tin rằng việc mở rộng căn cứ hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác, chuyên gia Jordi Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington nhận định rằng do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông, Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các tàu nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa. Với những bàn luận xung quanh vấn đề này, một câu hỏi chung được nhiều người đặt ra, liệu có phải sắp xung đột? Alexander Vu Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii được trích lời, đây là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh dọc theo biên giới nước mình. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng trong dài hạn, năm ngoái, Trung Quốc đã có các cuộc giao tranh biên giới giữa Ấn Độ sau khi gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực này. Trung Quốc cũng nổi giận khi Hải quân Mỹ nhiều lần cho tàu chiến vào các vùng biển gần bờ biển Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Tập Cận Bình đã nói với binh lính hãy nghĩ tới việc sẵn sàng cho chiến tranh. Ông Colin, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho biết Việt Nam đang đề xuất các dự án thăm dò khí đốt tự nhiên mới ở Biển Đông, vì vậy căn cứ tên lửa gần đó có thể là một cảnh báo từ Trung Quốc. Có khả năng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông khỏi việc thực hiện các dự án khai thác ngoài khơi. Thế nhưng, theo tin mới, việc xảy ra xung đột là rất khó bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, dù không hữu hảo gì, nhưng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam là đang tương đối tốt, quan hệ thương mại không ngừng phát triển. Hai nước láng giềng có cùng hệ thống chính trị. Đường lối xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẽ luôn cần giữ mối quan hệ hòa bình với Việt Nam giống như giữ một đồng minh bên cạnh mình. Trung Quốc hiện tại đã là một cường quốc, họ đang muốn chiếm lĩnh ngôi vị đầu tàu thế giới, vì thế họ có nhiều việc phải làm hơn là gây hấn, tạo áp lực với Việt Nam.
Ngược lại, Việt Nam là một quân đội tuy nhỏ nhưng vô cùng thiện chiến. Việt Nam có kinh nghiệm chiến đấu và có những bí mật quân sự tuyệt vời. Đụng vào Việt Nam là đụng vào con dao sắc, chẳng phải Trung Quốc mà bất cứ cuộc xâm lược nào cũng e dè. Phân tích kỹ hơn trong việc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới, Việt Nam chỉ cách khoảng 20 km. 20 km nằm trong tầm pháo kích của pháo binh Việt Nam, ta có đủ và thậm chí thừa khả năng để tặng nước bạn cơn mưa đạn pháo ồ ạt trong vài phút. Nếu đặt sát biên giới, ta có pháo D-74-122 ly, D-20-152 ly. Nếu xa hơn từ 5 đến 10 km thì ta đã có M-46-130 ly, M-47-152 ly. Còn nếu xa hơn khoảng 15 km chẳng hạn, chỉ cần một tiểu đoàn BM-21 Red thôi, 10 phút là tất cả sẽ sụp đổ hết. Hơn nữa, pháo phản lực BM-21 Red của ta đã được trang bị đạn pháo tầm 40 km. Với dạng căn cứ tên lửa, nó thuộc đúng dạng mục tiêu tiêu diệt. Mục tiêu này còn lại to đùng, không thể nào tiêu diệt không chính xác được, phải không ạ? Với những phân tích ở trên, có thể thấy không có gì quá đáng lo, phải không nào? Tin mới hy vọng rằng trước bất kỳ thông tin nào, các bạn hãy cứ bình tĩnh suy xét tình hình, tránh bị sa vào luận điệu vô căn cứ, tiếp tay cho kẻ xấu chống phá đất nước. Đã là người Việt, ai ai cũng không khỏi tự hào khi nhắc đến năm tháng chiến đấu oanh liệt, đánh đuổi kẻ thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Qua những trang lịch sử hào hùng đó, có lẽ ta sẽ không thể nào quên được tội ác mà đế quốc Mỹ đã mang lại. Hãy nhớ lấy lời tôi, đà đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm. Đây là một câu nói nổi tiếng của Nguyễn Văn Trỗi, còn vang mãi trong mỗi chúng ta. Mỹ đã từng là kẻ thù lớn của Việt Nam như thế nào, thật khó để mà tha thứ. Tuy nhiên thì sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh chống đế quốc Mỹ và 25 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Mỹ lại đang có những dấu hiệu tích cực. 25 năm đi qua, bỏ lại đằng sau nhiều nghi kỵ hận thù. Việt Nam và Mỹ đã cùng bước sang một trang hoàn toàn mới với sự hợp tác vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó có lẽ thể hiện rõ nhất ở việc diễn ra liên tục các chuyến thăm giữa nguyên thủ quốc gia của cả hai nước. Và mới đây, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, ngoài những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, bà Harris còn bất ngờ đề xuất xây lại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam với con số chi phí dự kiến khiến nhiều người phải sửng sốt. Chắc hẳn là các bạn cũng đang nóng lòng muốn biết dãy số này gồm bao nhiêu số 0 và tại sao Mỹ đi lại chịu chơi như vậy. Hãy cứ chuẩn bị cho mình một tâm thế bình tĩnh. Tin mới sẽ dần giải đáp thắc mắc cho các bạn bằng những thông tin nóng hổi sau đây. Cụ thể, vào tối hôm trước, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Đây là điểm dừng chân thứ hai của bà Kamala Harris sau Singapore. Giới quan sát nhìn nhận việc bà Harris chỉ đi hai quốc gia trong chuyến công du này là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của Singapore và Việt Nam trong cam kết của Mỹ ở khu vực. Đặc biệt qua các cuộc song phương với nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về một nước Việt Nam thịnh vượng, độc lập và kiên cường, trong đó về COVID-19 và an ninh y tế. Phó Tổng thống Kamala Harris củng cố cam kết của Mỹ đối với việc dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19. Bà đã công bố các khoản hỗ trợ vaccine COVID-19 mới cho Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho công tác phân phối vaccine và khai trương văn phòng khu vực mới của CDC nhằm tăng cường hợp tác về an ninh y tế. Để đầu tư vào quan hệ song phương Việt Nam và Mỹ đã có rất nhiều thỏa thuận đáng chú ý khác nữa. Tuy nhiên thì điểm nhấn hơn cả là khi Phó Tổng thống Kamala Harris đề xuất việc xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới ở Việt Nam. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, bà đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận thuê đất 99 năm để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Và điều khiến tất cả chúng ta phải ngã ngửa khi biết đến đó là số tiền mà Mỹ đã bỏ ra để xây nên khu phức hợp này 1,2 tỷ đô la. Vâng, các bạn đang không nghe nhầm đâu. Với dự án lần này, Mỹ đã bỏ ra hơn 27.000 tỷ Việt Nam đồng để chứng minh cho độ chịu chơi của mình, biết rằng đây là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, cũng như dẫn đầu bảng xếp hạng các nước ở mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, thì việc chi hẳn 1,2 tỷ đô la để xây dựng một đại sứ quán thật là quá kinh khủng. Để các bạn có thể dễ hình dung hơn, chúng ta sẽ thử làm phép so sánh. Có thể bạn chưa biết giá trị để xây dựng khu đại sứ quán này gần bằng 1,7 tỷ đồng tài sản của người dân giàu có nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Chưa dừng lại ở đó,
trong danh sách những trụ sở của Đại sứ quán Mỹ đắt nhất thế giới, Việt Nam ưu ái chiếm vị trí đầu bảng. Hiện nay, tòa đại sứ lớn nhất của Mỹ trên thế giới nằm ở thủ đô Baghdad của Iraq. Tuy nhiên, thì tổ hợp tòa sứ quán này có chi phí xây dựng chỉ dừng lại ở con số là 750 triệu đô. Đại sứ quán lớn thứ 3 của Mỹ trên thế giới là Bắc Kinh, Trung Quốc. Tòa nhà cao 8 tầng nằm trên 46.000 m2 có tổng chi phí vỏn vẹn 434 triệu đô. Đặc biệt, tòa đại sứ Mỹ được xây dựng tại London, Anh cũng chỉ có mức chi phí xây dựng 1 tỷ đô. Đây hiện đang là tòa đại sứ quán đắt nhất của Mỹ từng được xây dựng trên thế giới. Như vậy, có thể thấy với mức đầu tư xây dựng lên đến 1,2 tỷ đô, tòa đại sứ Mỹ xây dựng tại Việt Nam sẽ trở thành tòa sứ quán đắt nhất trên thế giới, lớn hơn tòa ở Anh 200 triệu đô, hơn 500 triệu đô so với tòa ở Baghdad, và đặc biệt là có giá trị gần gấp 3 lần so với tòa sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Các bạn thân mến, hãy cùng với chúng mình mãn nhãn trước bản thiết kế đồ sộ này nhé! Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ, chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc các công trình này là tập đoàn EYP, Architectural and Engineering, trụ sở tại Washington DC, Mỹ. EYP cho biết, công trình được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với vùng biển lung linh và hàng nghìn đảo đá vôi cao chót vót. Vật liệu xây dựng thể hiện cách tiếp cận ngoại giao minh bạch và hướng tới tương lai của Mỹ. Khu phức hợp Đại sứ quán mới Mỹ sẽ nằm trên con đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Diện tích của nó rơi vào khoảng 3,2 ha với quy mô xây dựng xấp xỉ 39.000 m2. Trên website chính thức, EYP cho biết thêm các hoạt động ngoại giao của Đại sứ quán mới sẽ được tổ chức trong khu nhà với mặt tiền chạy dọc theo đường lớn, còn khu vực dân sự sẽ được thiết kế với tầm nhìn ra công viên Cầu Giấy. Trong phòng trưng bày ở tầng cao và sân thượng là không gian an toàn và đảm bảo cho việc tổ chức các bữa tiệc chiêu đãi. Mái che bằng kính có chức năng che mưa nắng, được trang bị thêm một số quạt trần có thiết kế hiện đại. Khu vực này cũng được bố trí thêm cây xanh và một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Mục tiêu quan trọng của đội ngũ thiết kế là kết hợp chặt chẽ với yếu tố thiết kế từ cả Mỹ và Việt Nam, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Mỹ, Việt Nam và người Mỹ gốc Việt. Nhìn chung, thiết kế cảnh quan của khu phức hợp được lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp, trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, và có sự kết nối lịch sử của khu vực. Hiện nay, quá trình lựa chọn và quy hoạch địa điểm đã hoàn thành, dự án đang trong quá trình thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tạo ra một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại và bền vững cho các cơ quan và nhân viên của chính phủ Mỹ. Lễ đồng đồ sẽ diễn ra vào một thời gian phù hợp trong tương lai. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ, nói đến đây, chắc hẳn các bạn đang tò mò muốn biết tại sao Mỹ lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để xây mới đại sứ quán của mình tại Việt Nam, đúng không nào? Tin mới xin được phân tích và đưa ra các lý do sau. Trước hết thì đây là lời cam kết giữa đôi bên cùng hợp tác sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chính phủ nước ta đã cam kết dành cho Hoa Kỳ tìm một địa điểm xây dựng khu phức hợp đại sứ quán tại Hà Nội để tiếp tục phát huy trên nền tảng quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai quốc gia. Việt Nam và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán vào năm 2019. Tòa nhà nằm ở số 7 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, quận Ba Đình, Hà Nội và cách công trình mới 3 km. Mặc dù tòa nhà đã được tọa lạc được ở đây 25 năm, song cơ sở vật chất vẫn còn tốt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Mỹ, nơi đây đã không còn đủ chỗ để phát triển các bộ phận mới nhằm đáp ứng tương thích với sự gia tăng về mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Vì vậy, đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký thỏa thuận thuê đất ngày 25 tháng 8 chính là kết quả của những cam kết này giữa hai quốc gia, và đặc biệt đây là một biểu tượng vững chắc của tình hữu nghị Việt-Mỹ. Phát biểu về mối quan hệ giữa hai bên, Phó Tổng thống Mỹ Harris cho rằng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có tầm quan trọng, đặc biệt là ý nghĩa đối với Mỹ. Việc Mỹ đã ký thỏa thuận thuê đất xây dựng sứ quán mới tại Hà Nội lên đến 99 năm là bằng chứng cho cam kết lâu dài của Mỹ đối với mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Ngoài ra, giải mã về việc đầu tư xây tòa đại sứ có trị giá 1,2 tỷ đô tại Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ cho biết, khi một nước quyết định đầu tư xây dựng tòa đại sứ thì nó không chỉ là một tòa nhà. Đại sứ quán thể hiện Việt Nam quan trọng thế nào trong hợp tác của Mỹ với cả khu vực và với Việt Nam.
phải đủ tầm quan hệ hai nước, vị thế khu vực thì Hoa Kỳ mới quyết định ưu tiên về chính sách đối ngoại và đầu tư lớn vào đây, ông Vinh nhận xét. Theo Forbes, thời gian gần đây, đối tác thương mại có kim ngạch song phương với Mỹ tăng nhanh nhất là Việt Nam. Kim ngạch song phương trong 6 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Mexico. Theo báo cáo của Bộ Công Thương Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng giá trị đạt gần 45,1 tỷ đô. Điều này đã chứng minh được tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược thúc đẩy phát triển thương mại của Mỹ. Đặc biệt, Đại sứ Phạm Quang Vinh còn chỉ thêm 3 lý do tại sao Mỹ lại xây dựng tòa sứ quán có giá trị lớn nhất so với những tòa sứ quán của Mỹ đã từng xây dựng trên thế giới. Trước hết, quan hệ hai nước càng về song phương hay về vấn đề gắn kết với khu vực đều chứng tỏ Mỹ cần phải có một bộ máy bao gồm cả tòa nhà lớn hơn, đủ để thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn do đà quan hệ hai nước đã tạo ra. Thứ hai, chắc chắn phải cam kết lâu dài, hợp tác với Việt Nam cũng như khu vực thì mới có sự kiện này. Thứ ba, đây là câu chuyện hợp tác để gỡ những khó khăn thủ tục có đi có lại và cùng thuận lợi giữa hai nước, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ cho biết. Theo bà Kamala Harris, thời hạn 99 năm cho đại sứ quán thể hiện cam kết lâu dài, còn ông Phạm Quang Vinh thì nhận xét, chắc sẽ còn nhiều 99 năm khác nữa, tôi tin là như vậy. Như vậy, đây sẽ là một tin vui cho chúng ta khi được Mỹ tin tưởng hợp tác và dành sự ưu ái đến thế. Tuy nhiên, không kẻ thù nào là mãi mãi, cũng như chẳng tình bạn nào sẽ được vĩnh cửu cả, chỉ có lợi ích của quốc gia là vĩnh viễn. Việt Nam luôn là địa chính trị quan trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vậy nên các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc hay Nga nếu muốn có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực này thì đặt chân vào Việt Nam là điều ưu tiên. Họ không xâm chiếm được bằng vũ khí, nhưng lại có thể gây ảnh hưởng nhờ ngoại giao và tài chính. Vì thế, để không phải trở thành công cụ cho các nước lớn, Việt Nam cần phải tỉnh táo, không nghiêng hẳn về một bên nào cả và cân bằng ngoại giao giữa các nước lớn. Đó là một trong nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng khi bàn luận về sự kiện này. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin về lực lượng không quân Campuchia. Mặc dù thường bị đánh giá là có quy mô nhỏ bé, tuy nhiên thì lực lượng này lại đang có trong biên chế những máy bay vận tải cỡ lớn, được coi là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó thì họ còn mới bổ sung thêm vào kho trang bị của mình một loại trực thăng mới. Loại trực thăng mới này là gì và chiếc máy bay vận tải cỡ lớn mà Việt Nam chúng ta không có kia có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, mới đây, trang Khmer Thon đưa tin Thủ tướng Hun Sen đã hoàn tất thương vụ mua 3 chiếc trực thăng Mi-17 cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ cho các nhiệm vụ quốc gia. Tướng Von Pichen, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, ngày 8 tháng 9 đã đi thị sát 3 máy bay trực thăng mới này tại một căn cứ không quân quân sự ở Phnom Penh để chính thức phê chuẩn chúng cho các lực lượng vũ trang. Tướng Pichen nói rằng 3 chiếc trực thăng Mi-17 được trang bị là rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia để phục vụ kịp thời cho các hoạt động của chính phủ. Đồng thời thì ông cũng đã chỉ thị cho các sĩ quan không quân chú ý đến việc sử dụng và bảo dưỡng thiết bị một cách hợp lý. Được biết, Mi-17 là tên gọi của chiếc trực thăng khi xuất khẩu ở trong nước. Nga còn gọi nó là Mi-8MT. Mi-17 là máy bay trực thăng vận tải 2 động cơ cỡ trung bình, có sức bền rất tốt, giá thành hợp lý. Khi lắp thêm vũ khí, nó hoàn toàn có thể trở thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trước đây, quân đội Liên Xô thiết kế Mi-17 phục vụ cho chiến tranh Xô Viết ở Afghanistan. Từ sau khi hoàn tất chế tạo vào năm 1998, đến nay, Nga đã xuất khẩu khoảng vài trăm chiếc Mi-17 tới nhiều nước trên thế giới. Những hình ảnh mà công chúng được tiếp cận về 3 chiếc Mi-17 của Campuchia bề ngoài cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với một số dòng Mi-17 trước đây mà Nga đã sản xuất, mặc dù vào mỗi thời điểm, Nga luôn có những cải tiến khác nhau về hệ thống điện tử lẫn động cơ máy móc. Vỏ của Mi-17 có màu xanh lục, trên đó có thể hiện rõ phù hiệu, tên của trực thăng và tên của lực lượng không quân Campuchia. Tiếp nhận lô máy bay gồm 3 chiếc Mi-17 này, Campuchia đặt tên nó là Mi-17T, có thể nhằm mục đích che giấu nguồn gốc, bởi lẽ trong danh mục các phiên bản Mi-17 chưa xuất hiện định dạng MT. Theo giới thạo quân sự người Nga, thì 3 chiếc Mi-17 mới của Campuchia là đời sau của các mẫu Mi-8AMT.
so với các phiên bản cũ, mũi bọc kính truyền thống trên dòng Mi 8 và một số mẫu Mi 17 mà chúng ta đang sử dụng thì Mi 17T của Campuchia đã được thay đổi mẫu mã thiết kế sang hình dáng mũi cá heo. Với việc thay thế mũi bọc kín bằng đầu mũi cá heo với độ cứng tăng hơn nhiều lần, không khó để đoán được bộ phận này được sửa đổi để bảo vệ hệ thống điện tử hàng không hiện đại bên trong, thay thế cho hệ thống cũ đã lạc hậu với sức tải tối đa 16 lính dù, 12 cáng cứu thương cùng nhân viên y tế, giá treo ở bên ngoài có khả năng mang được khoảng 4 tấn hoặc tải hàng phía trong dưới 4 tấn là một vài thông số của Mi 17T. Bên cạnh đó, nó còn có thể đáp ứng các nhiệm vụ tấn công mặt đất với việc treo được các loại rocket 57mm và rocket 80mm. Với sự bổ sung này, Mi 17T được cho là sẽ hỗ trợ tốt cho không quân Campuchia trong việc vận chuyển thậm chí là chiến đấu, thay thế cho những chiếc máy bay đã cũ không còn đáp ứng tốt nhiệm vụ trong các chiến dịch của nhà nước. Đáng chú ý là những hình ảnh của Kometon đưa tin bất ngờ xuất hiện, trong đó hai chiếc trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T được đánh giá là chiếc trực thăng lớn nhất và khỏe nhất thế giới do nhà máy Minsk Moscow chế tạo, cất cánh lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977. Chiếc trực thăng hạng nặng này sau đó được sản xuất hàng loạt vào năm 1980. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 316 chiếc được xuất xưởng. Campuchia mua lại chiếc Mi-26T từ Ukraine vào năm 1998. Đây được đánh giá là ông vua của dòng trực thăng vận tải với tổng chiều dài là 40,025m. Cao 8,14m, trọng lượng cất cánh tối đa là 56 tấn, với kíp lái 5 người, bao gồm 2 phi công, 1 kỹ sư, 1 kỹ thuật viên và 1 hoa tiêu, được trang bị 2 động cơ tuabin trục Lotarev D136, có công suất 11.399 mã lực trên 1 chiếc. Mi-26 có thể đạt tốc độ 295 km/h với tầm bay là 1.920 km và trần bay là 4.600m. Cánh quạt của trực thăng này cũng được xếp vào hàng khủng với 8 lá, đường kính là 32m. Lúc vận hành, cánh quạt quay một vòng tròn với diện tích lên đến hơn 800m². Khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14 tháng 12 năm 1977, Mi-26 đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự và thiết lập tiêu chuẩn thế giới mới trong lĩnh vực chế tạo máy bay trực thăng. Khoang hàng khổng lồ của Mi-26 có khả năng chở 90 lính hoặc 60 cáng cứu thương, hay cũng có thể là 20 tấn hàng, bao gồm cả phương tiện xe cộ. Với những thông số trên, trực thăng này hiện đang nắm giữ tất cả 14 kỷ lục thế giới, được thiết kế với khoang chở hàng lớn và chiếm gần như phần nhiều diện tích máy bay. Chiếc trực thăng này có thể chứa trong khoang hoặc cẩu bên ngoài những vật dụng siêu lớn như container, máy bay cánh cố định, máy bay trực thăng hay xe tăng, xe cứu hỏa, pháo. Một máy bay chiến đấu phản lực hoặc một trực thăng hạng nặng có trọng lượng gần bằng Mi-26T, nó hoàn toàn có thể cẩu lên một cách dễ dàng, thậm chí là cả các phương tiện vận tải siêu trọng cũng không ngoại lệ. Một dẫn chứng cụ thể, vào năm 2002, Mi-26 của Nga đã từng cứu trợ cho lực lượng vũ trang của Mỹ vận chuyển chiếc trực thăng Boeing CH-47 bị bắn rơi từ các khu vực hẻo lánh của Afghanistan về căn cứ quân sự của Mỹ. Được biết, đây là loại máy bay cánh quạt lớn nhất của không quân Mỹ. Và trên thực tế, nhiệm vụ vận chuyển trên không có một máy bay trực thăng vận tải hạng nặng nào của Mỹ có thể thực hiện được. Mặc dù ra đời đã lâu, nhưng đến nay, Mi-26 vẫn là loại máy bay không thể thay thế. Sau 30 năm, nó vẫn giữ vị trí là chiếc máy bay vận tải lớn nhất và khỏe nhất thế giới từ trước đến nay so với chiếc AN-26, C-295M, Mi-8, Mi-17 đang phục vụ trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam, thì rõ ràng Mi-26 có nhiều ưu thế hơn. Trong biên chế của Không quân Campuchia hiện có 2 chiếc và chúng cũng chính là loại trực thăng lớn nhất mà quốc gia này đang sở hữu. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khả năng vận hành của những chiếc Mi-26 này, bởi theo các hình ảnh được ghi nhận thì cơ bản chúng còn khá mới, nhưng thông tin cụ thể về chúng thì đã từ lâu không có một đơn vị truyền thông nào có thể tiếp cận được để có thể đánh giá khả năng vận hành cũng như là hiệu quả hoạt động của nó. Và thực tế cho thấy nội lực duy trì khí tài hàng không với quốc gia Campuchia rõ ràng là một thách thức lớn. Cụ thể, mặc dù đã từng được Liên Xô tài trợ cho một trung đoàn MiG-21 cùng với hỗ trợ đầy đủ về mặt huấn luyện của trung đoàn 935 Việt Nam, thế nhưng khi lực lượng hỗ trợ của Việt Nam cùng đoàn chuyên gia của Liên Xô về nước thì không lâu sau đó trung đoàn MiG-21 cũng nhanh chóng bị xóa bỏ bởi biến động chính trị những năm 1990. Đến thời điểm hiện tại, khi bất ổn chính trị đã đi qua, số MiG-21 chưa một lần được tái sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, không quân Campuchia bị đánh giá là có lực lượng kho khí tài
cùng năng lực tác chiến đường không yếu kém bậc nhất trong Đông Nam Á. Quốc gia này hiện chỉ có khoảng 3.000 lính không quân với số lượng máy bay ít ỏi, chủ yếu là các trực thăng hạng nhẹ và một số ít các máy bay vận tải canh cố định. Phương tiện được cho là hiện đại và đắt đỏ nhất, hay nói cách khác là xịn nhất trong không quân Hoàng gia Campuchia, chính là máy bay chở khách Airbus A320 do Pháp sản xuất. Đây là loại máy bay được không quân Campuchia sử dụng để chở các lãnh đạo, nhân vật cấp cao hoặc các khách VIP. Tiếp sau đó là máy bay vận tải loại CAM A60. Đây là loại máy bay vận tải đa năng sử dụng động cơ cánh quạt được sản xuất tại Trung Quốc. Hiện tại lực lượng không quân Campuchia có 2 chiếc loại này. Tiếp theo cũng là một loại máy bay vận tải cỡ nhỏ do Trung Quốc sản xuất, Harbin 12. Điểm nổi bật của dòng máy bay này đó là nó có thể cất hạ cánh mà hoàn toàn không cần đường băng, vô cùng phù hợp với địa hình của Campuchia. Tuy nhiên, trong biên chế nước này cũng chỉ có một chiếc duy nhất. Có vẻ như không quân Campuchia rất ưa chuộng các loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt, khi mà 3 trên 4 loại máy bay cánh bằng mà lực lượng không quân sở hữu đều sử dụng loại động cơ này. Bistren Norman BN-2 do Anh sản xuất cũng là một chiếc như vậy. Không quân Campuchia hiện đang sở hữu một chiếc. Các loại phương tiện chủ yếu của không quân Campuchia là các loại trực thăng, trong đó có Mi 17, loại máy bay do Liên Xô sản xuất từ thế kỷ trước với số lượng 5 chiếc. Máy bay vận tải của Liên Xô Mi 26 chúng mình vừa nhắc tới bên trên 2 chiếc. Lớn nhất trong biên chế của lực lượng này là trực thăng đa năng Harbin Jet 9 do Trung Quốc sản xuất và viện trợ cho nước này với số lượng là 12 chiếc. Đây là trực thăng có thể làm tốt nhiệm vụ vận tải hoặc thậm chí là hỗ trợ hỏa lực đường không. Tiếp theo là trực thăng Eurocopter AS-355 và trực thăng Eurocopter AS-350 do Pháp sản xuất và hiện đang có trong biên chế không quân Hoàng gia Campuchia với số lượng mỗi loại 1 chiếc. Và mới đây nhất đầu năm 2021, chiếc FTC-2000G đầu tiên được giao theo hợp đồng mua 6 chiếc được Campuchia ký kết với Trung Quốc trong năm 2020. Được biết, đây là phiên bản xuất khẩu của dòng huấn luyện cơ đa nhiệm GL-9, là một trong những loại máy bay huấn luyện chủ lực của không quân Trung Quốc hiện nay. Dự kiến toàn bộ lô hàng sẽ được bàn giao đầy đủ từ nay cho đến năm 2023. Rõ ràng, với trang bị yếu kém cùng với lực lượng mỏng như vậy, đối với không quân nước này mà nói, làm các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước đã khó, chứ chưa tính tới việc mang chúng ra sử dụng khi có chiến tranh. Và một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là quốc gia này khá tin tưởng và lựa chọn trang bị đến từ Trung Quốc thay vì Nga hay một quốc gia phương Tây nào khác. Thế nhưng thực tế thì lại cho thấy những thông tin không hề khả quan về sự lựa chọn này. Cụ thể, về chiếc Harbin Z9 Campuchia chính thức nhận chúng vào tháng 11 năm 2013. Tuy nhiên, tới tháng 7 năm 2014, tức là sau 8 tháng sử dụng, thì một chiếc Z9 đã gặp sự cố khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng, 1 người bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cấp cao, gồm 1 thiếu tướng và 1 chuẩn tướng. Một trong 2 viên tướng này được cho là phó tư lệnh không quân. Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại một địa điểm chỉ cách thủ đô Phnom Penh khoảng 10 km về phía nam, trong khi trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các phi công mới. Chiếc Z9 có xuất xứ từ Trung Quốc đã rơi xuống ao rồi chìm dần xuống bùn. Đáng nói là chúng đã gặp nạn ngay trong lần đầu tiên đưa vào huấn luyện. Bên cạnh đó, đây thực tế không phải là lần đầu tiên có những vụ tai nạn xảy ra đáng tiếc đến như vậy. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2013, đã có ít nhất 9 vụ tai nạn liên quan đến trực thăng Z9. Trong đó, trong 2 năm 2012 và 2013 đã có tới 3 vụ tai nạn Z9 thuộc lực lượng không quân Zambia. Tháng 5 năm 2015, thì một chiếc Z9 của không quân Cameroon cũng gặp nạn trong quá trình bay diễn tập. Và trong hầu hết các vụ tai nạn kể trên, những chiếc Z9 này đều mới hoạt động chưa đầy một năm, tức là dự trữ giờ bay còn rất nhiều. Những dẫn chứng đó quả thực làm dấy lên mối nghi ngại về chất lượng của dòng máy bay này. Các bạn thân mến, tuy nhiên thì mỗi quốc gia thường sẽ có những lựa chọn và đường hướng riêng. Chúng ta chỉ đơn giản là phân tích và nhận ra được điểm yếu của họ mà thôi. Các bạn có đồng tình với quan điểm của chúng mình không ạ?